phận bạc hồng nhan, lầm than kêu thâu trời xanh. Muôn dặm đường xa, nắng mưa xoa tàn bóng hồng. Nuôi một đàn con qua mây xuân xanh. Vì đời con thiết gì mẹ ơi, con ơi à ơi ru hời, ru con mẹ đưa cuộc đời. Nụ cười con như ánh sao muôn màu. Con ơi lời ru ngọt ngào cho con tuổi thơ êm đềm. Và ngày sau mày đi về đi. Ai cho mày đuổi nó hả? An, vô đây đi con, ngồi đây đợi mẹ con về. Nói. Đứng ngoài đó nóng lắm con. Nói. Vô đây con, đi vô đây nè hai đứa. Bà ơi, bà cho con hỏi mẹ ở đâu rồi bà? Bà cũng không biết nữa, chắc là mẹ con đi đâu đó, lát nữa rồi về liền à. Ôi trời ơi, con Phương. Cháu bà nội. Con cứu Phương về rồi nè má. Cái gì? Cái gì mà cứu? Sao mà mình mẩy con nhỏ bày hầy dơ giấy quá vậy? Con Phương nó bị bắt cóc. Tụi nó đòi 200 triệu kìa. Má sợ tụi nhỏ nó nghe, cho nên má mới giấu. Rủi tụi nó không biết, nó nói rằng cái là chết. Rồi con Tuyết, thằng Phong đâu? Dạ, thôi, chắc là anh đi vay tiền nãy giờ chưa có về. Má em. Mà má, hồi sáng á, lúc mà anh Phong anh vừa mới đi á, là con thấy một cái thằng nó rình mò ngoài đó, nên con nghi ngờ. Nên là con nói thằng Phúc á, với con á, chạy theo đằng sau. Trời đất ơi, ơn trời, con tìm ra hang ổ của tụi nó. Mà má, tụi nó biết được, tụi nó phóng hỏa đốt nhà, tính giết chết con Phương. Trời đất ơi,
Còn sao mình vô con cứu con nhỏ, may là nó không có sao hết á. Sao em của con bị bắt cóc vậy mẹ? Tại bà Diệu á, bà trông em con không có cẩn thận để mất con nhỏ. Má, má liều mình mới vô má cứu em con đó. Mẹ giỏi quá. Nội, nội đuổi bà đi nội. Vì bà mà em con bị bắt cóc nè nội. Thôi, thôi thôi thôi, nín 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 đi con. Nội thương, nội thương. Kìa, bà về tới rồi kìa. Bác ơi, nóng quá, nóng quá hả con? Mẹ, tay mày bị sao vậy? Rồi quần áo mày dơ hầy nữa. Mẹ, cô kìa, cô đi đâu hả? Con Phương nó bị bắt cóc mà cô bỏ đi từ sáng tới giờ hả? Uổng công anh Phong tin tưởng rồi giao con cho người vô trách nhiệm như cô. Bác thấy chưa, chị con á liều chết cứu bé Phương. Ai mà thương mấy đứa nhỏ bằng chị của con chứ. Nội, nội đuổi bà đi đi nội. Vì bà mà em con bị bắt cóc nè nội. Con muốn mẹ về ở với con. Nội, nội cho mẹ ở lại đi nội. Thôi được rồi, để nội nói chuyện với ba con. Một chút xíu nữa hà là cái nhà này mất tiền vì bà rồi. Bà đi về giùm một cái đi, bà đứng đó làm cái gì? Mẹ, mình về đi mẹ. Nga, thôi con về nghỉ đi con. Có tụi nó ở đây rồi. Bác cảm ơn con. Dạ, con xin phép con về. Dạ, anh thưa bà anh về. Cái thằng này, ở đây biết bao nhiêu người, mày thương mình bà hả? Mẹ mày dạy mày vậy đó hả? Thôi An, con thưa cô chú về đi con. Thưa cô chú cũng về. Dạ, đây có phải là nhà anh Phong không chị? Đúng rồi anh. Dạ, anh Phong bị tai nạn giao thông. Tôi thấy vừa có số điện thoại nhưng mà điện hoài không có được. Tôi tìm thấy địa chỉ nên đến đây báo tin. Rồi anh có sao không anh? Trời đất ơi. Trời ơi, được rồi, có sao không con? Dạ, sao anh bị cướp rồi té ra ngoài đường, bị xe tải đụng trúng. Con và một vài người đã tới bệnh viện để cấp cứu nhưng mà anh không qua khỏi. Trời ơi. Nội, 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 nội có sao không nội? Nội, má tỉnh lại đi má. Má, má cười. Má ơi, tỉnh lại đi má. Nội, Phong mất rồi, mình có cần qua đó không mẹ? Bây giờ mình qua đó không có tiện. Chờ cho họ chôn cất chú sau, mình qua thắp nhang cho chú sau. Dạ. Mẹ đói bụng rồi, con đi ăn cơm xong ngồi về cho mẹ nha. Dạ. Nè, con đi đi. Dạ. Sao em lại nghĩ vậy? Dù anh bất tài vô dụng nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để hai đứa mình được ở bên nhau. Em à,
em chờ anh thêm một thời gian nữa nha. Khi nào anh có công việc làm, có tiền lương rồi á, anh sẽ cưới em. Em chỉ mong ước sau này được ở cạnh anh, dù khó khăn gian khổ cách mấy, chỉ có anh và em thì dù bữa đói bữa no em cũng cam lòng. Em đã vì anh thiếu thốn nhiều rồi, chịu cực khổ với anh bấy lâu nay. Anh sẽ cố gắng để cho em có cuộc sống hạnh phúc. Anh nhất định sẽ làm được điều đó. Anh có nhớ lúc cắm trại ở trường anh thi nấu ăn được giải nhất không? Trời ơi, cái chuyện đó làm cho tụi bạn cùng lớp nó chọc anh mất mặt luôn đó. Anh có năng khiếu như vậy, sao anh không học nấu ăn? Mai mốt anh mở tiệm, em phụ anh được mà. Ừ hả? Ừ. Sao anh không nghĩ ra? Ừ, vậy thì anh sẽ làm theo ý em. Ừ. Đợi anh chút nghe. Ừ. Anh tặng em nè. Tay anh sao vậy? Anh Phong ơi, em xin lỗi anh nhiều lắm. Chị Sang ơi, ráng ngồi dậy ăn miếng cháo đi chị. Chị ơi, chị phải ráng ăn chứ. Em thấy mấy bữa nay chị đâu có ăn cái gì đâu. Mà chị cứ như vậy làm sao mà giữ gìn sức khỏe được chứ. Mấy đứa nhỏ nó trông có một mình chị nữa thôi đó. Cậu Phong ở trên trời cũng không có muốn thấy chị vậy nữa đâu. Từ từ thôi con. Đi đây con. Nó về để em ra em coi nha. Mọi người về hết rồi đó hả? Kỳ Diệu, về và ăn tới đây thắp cho ba con nén nhang. Không, không được thắp. Kì con, cho dì Diệu con thắp cho ba con nén nhang đi. Dù gì á, mém tí xíu nữa dì Diệu đám cưới với ba con rồi. Ai nói với bà hai người đó đám cưới? Thì bữa hổm á, tôi rình tôi nghe bác Sang nói rõ ràng chứ bộ. Ờ, mà bà á nha, bà cũng may mắn lắm đó. Bà mà đám cưới một cái hả, là bà mang tiếng hả, lấy hai đời chồng đều chết hết đó nha. Ơi, nói gì bà cái thứ sát phu đó. Ờ, bà nói đúng đó. Ừ. Mà bà, tôi nói bà nghe nè, sao bà ly dị với ông Phong rồi mà bà còn đeo tang chi vậy? Hả? Nè,
Bộ bà không nói á, người ta không biết bà có duyên hả? Chuyện nhà tôi á, về nhà giùm cái. Ủa, miệng tôi thì tôi nói chứ, chuyện rõ ràng chứ tôi có thêm tí nào đâu. Có làm sao tôi nói vậy chứ bộ, làm như tôi thèm ở đây lắm vậy. Nè, cả ba người á, không có ai là người nhà trong nhà này hết á. Muốn thắp thì vô thắp lẹ đi, rồi về giùm cái. Đi con. Cho anh được chăm sóc mẹ con em nha. Tụi mình đã có gia đình hết rồi, tụi nhỏ cũng không muốn có ai khác ngoài cha mẹ của nó. Thực ra bao nhiêu năm nay trong lòng anh chỉ có một mình em. Tôi xin phép vô thăm bác một chút. Nè, cô tính vô rùa quến gì má tôi nữa đây? Tôi chỉ muốn vô thăm bác ấy một chút thôi. Cô Tuyết, cô cho nó vô thăm đi cô. Chứ nó hả, là người đã chăm sóc cho chị Sang suốt một thời gian qua đó. Chứ đâu có phải bà đâu. Muốn vô thì vô lẹ đi. Đi con. Rồi giờ giải quyết làm sao nè? Đám nhỏ này là bà nuôi phải không? Hay là bà đem về nhà em của bà? Cô Út, cô nói gì kỳ vậy? Anh Phong chết còn chưa ống đất nữa mà cô đuổi má con tôi đi làm sao? Đây là nhà của tụi tôi, mắc gì tụi tôi phải đi? Hỗn hỗn tao tán bây giờ đi nè. Chỗ người lớn nói chuyện mất dạy. Nè, giờ bà tính làm sao? Anh hai tôi đã mất rồi, bà muốn ở đây với ai? Nè, bà quả quắc thật chứ. Mày ngồi kiểu gì vậy? Nhà tao nha. Chị biết chị đánh ảnh tôi đau không? Có gì chị đánh tôi đi. Tao đánh luôn hai đứa mày bây giờ á. Nè, chưa gì á, bà đã lộ mặt rồi hả? Bà tính chiếm luôn căn nhà này hả? Chị nói cho mà nghe nè, tài sản này, cái nhà này là của anh em tao. Tao muốn làm gì kệ tao. Mày người ngoài chứ có phải người trong nhà đâu mà ở đây mà lên tiếng. Chị ăn nói vậy mà nghe được hả? Ảnh đang ngồi trong nhà chứ ảnh đâu có ở ngoài đường đâu. Mày không có đánh tôi nha. Thôi mà. Trời ơi, tôi xin các cô các cậu á, theo tôi biết á, cái nhà này nè, trên mặt giấy tờ á vẫn còn tên của chị Sang. Thì tôi nghĩ á, để cho chị Sang quyết định đi. Chuyện gì ồn ào ngoài đó vậy con? Dạ, cô chú đang cãi lộn á bà. Hình như là dành cái nhà. An, trời ơi, con ra kêu tụi nó vô đây cho bà. Dạ. Đỡ bác ngồi dậy đi Diệu. Dạ. Còn sao vậy? Tay còn sao vậy? Hả? Dạ,
Con chỉ sơ ý bị phỏng thôi bác. Bị phỏng hả? Có phải... Mẹ, tay mình bị sao vậy? Có phải bữa đó con cứu con Phương cho nên con bị phỏng không? Hả? Dạ. Con đừng có giấu bác. Bữa đó khi trở về, quần áo con Phương thì lấm lem. Quần áo con cũng vậy. Còn Tuyết thì sạch trơn à. Con thì bị phỏng. Nó cướp công của con phải không? Bác bệnh, nhưng bác còn minh mẫn mà con. Chị Tuyết, chị muốn ở lại với tụi nhỏ nên con không muốn nói ra sự thật. Bác, dù sao chị Tuyết cũng là mẹ của mấy đứa nhỏ. Bây giờ anh Phong anh chết rồi, bác cho phép chị Tuyết ở lại để chăm sóc mấy đứa nhỏ nghe bác. Nội, cái gì vậy? Bố đòi đuổi tụi con với mẹ con đi kìa nội. Sao vậy? Má, bây giờ anh hai chết rồi, má cũng nhớ là bà. Má cũng biết là con người bả ra sao rồi đó. Má muốn giữ tụi nhỏ thì má giữ đi, còn bả, má cắt đứt mối quan hệ luôn đi cho nó khỏe. Để không thôi hả, mai mốt bả dở trò nữa. Nội, nội đừng có đuổi mẹ con đi mà nội. Giờ tụi con chỉ còn mẹ thôi. Nội, tụi con muốn ở với mẹ. Nội sẽ cho mẹ tụi con ở lại. Ở lại với tụi con. Cái gì vậy? Dạ con cảm ơn nội. Tuyết. Dạ. Cô lại đây. Thằng Phong nó mất rồi, bây giờ chỉ còn cô là mẹ của tụi nhỏ. Coi như là tôi tha lỗi cho cô đó. Cô cứ ở lại chăm sóc cho tụi nhỏ. Chị hai, bác cho chị ở lại rồi đó. Cảm ơn má nhiều lắm. Giờ má tính sao nè? Má đồng ý cho bà ở lại rồi thì cái nhà với cái quán phở má giao lại cho ai? Chứ bây giờ má đang bệnh hoạn như vậy, rồi má chết bất đắc kỳ tử, rồi bà hốt đi hết rồi sao? Bà có phải con ruột của bác không vậy? Mày câm cái miệng mày lại nha. Trời ơi, anh mày vừa mới chết thôi à, mà mày đã tính toán lo chia tài sản rồi. Tao còn sống sờ sờ ở đây nè. Nhà này là của tao, tao muốn cho ai thì tao để di chúc lại. Mày mà còn nói tới nói lui làm loạn á, đi ra khỏi nhà. Trời, con lo cho má thôi mà má làm thấy ghê quá à. Suốt ngày bênh vực người ngoài không à. Cái con này. Chị Sang á cũng nói rồi đó, hai cô á cũng ráng nhường nhịn với nhau, sống trong một cái nhà mà. Cho chị Sang chỉ vui lòng. Diệu. Dạ. Lại đây con. Bác cảm ơn con, thời gian qua đã chăm sóc cho tụi nhỏ. Bây giờ có con Tuyết rồi, con sẽ không phải giúp việc nhà nữa. Nhưng mà rảnh thì ghé thăm bác nghe. Dạ. Tôi muốn nghỉ ngơi. Thôi mọi người ra ngoài hết đi. Dạ. Bác nghỉ nha bác. Con về.
tôi đưa trước cô nhiêu đây nè. Dạ. Cô đếm đi, rồi ký cho tôi một chữ. Dạ, đây đây con ký cho chú. Ráng nha, lo thủ tục cho xong đi. Rồi còn nhiêu á, tôi đưa hết luôn. Dạ, chú yên tâm đi, con sẽ hoàn thành thủ tục sớm cho chú. Chắc chắn nha. Với lại chú cũng biết là con cần gấp số tiền còn lại mà. Đếm tiền đi. Trả cho tụi cho dai xong, còn dư tiền mình mua chiếc xe cho mình, coi như xí được miếng nào hay miếng đó, chứ đem về cũng chia xài hết à. Đếm đủ chưa con? Dạ đủ rồi, con cảm ơn chú nha. Ờ, hứa cho chắc ăn nha, lo nhanh cho chú. Con về nha chú. Ừ. Cô nghe, ổng rài bác khỏe không cô? Má tôi có khỏe hay không á thì mắc gì tới bà. Vậy thì tại sao cô lại bán quán phở? Trời ơi, không bán rồi lấy tiền đâu mà trả cho tụi cho dai, rồi tiền đâu mà xài. Nhiều chuyện. Trời ơi. Con xin qua tí coi. Cái bản này chú còn dùng không? Hay là chú bán lại cho con nghe chú? Bán vé số có tiền mua không? Thôi, chú giỡn chơi đó. Có lấy được thì dùng đi. Mốt chú làm cái bản bự chà bá luôn. Dạ, con cảm ơn chú. Ờ, con lấy đi. Dạ. Em đếm thử coi hương vị sao. Sao em? Ngon lắm anh. Nhưng mà em nghĩ anh phải để thêm một chút gừng thì gia vị sẽ đậm đà hơn. Thêm một chút gừng? Ừ. Có lý nha. Tối nay anh sẽ nấu lại đi, ngày mai khai trương luôn. Ngày mai khai trương rồi, không biết làm sao ta. Quán nhất định sẽ đông khách mà, anh phải tự tin lên chứ. Như cái hồi đi học, anh kèm bài cho em đó. Lúc đó anh như ông thầy giáo. Dù anh chỉ hơn em có một lớp, nhưng sao em thấy anh thật trưởng thành và tự tin. Lúc đó em chỉ cần ánh mắt của anh nhìn em âu yếm mỗi ngày là em thấy mãn nguyện rồi. Bây giờ thì em đã mãn nguyện rồi đó. Có được một quán phở như ngày hôm nay, tất cả là nhờ công của em. Cho nên em sẽ được anh nhìn hoài mỗi ngày. Em biết không, trước khi gặp em, anh là một kẻ mất phương hướng. Gia đình anh á đều theo nghề xây dựng. Ông của anh á là kỹ sư công chánh, nhưng mà tới đời anh á, anh làm gì cũng đổ bể, không có nghề nghiệp gì ra hồn hết. Tối ngày chỉ biết xòe tay ra xin tiền của má mà tiêu xài. May mà nhờ cô em khuyên anh nên anh mới đi học nấu ăn. Không ngờ anh lại thấy yêu thích nghề nấu ăn này. Anh nhất định sẽ cố gắng duy trì và phát triển quán phở này. Tới đời con cháu của mình sau này, tụi nó sẽ biết món phở là kết tinh từ tình yêu của tụi mình và cả quán phở này nữa. Em ăn đi. Nè. Mẹ đây nè. Ôi, tôi.
biết bao nhiêu công chuyện mà khóc hoài à. Khóc hoài sao mẹ làm công chuyện. Nên bà Tuyết không bị quánh đòn đó. Bà Tuyết. Ý trời đất ơi, mới mấy ngày mà tôi nhìn bà không có ra luôn đó. Trời ơi. Trời ơi. Đến đi. Thì nhà nhiều việc chứ hả? Có phải tôi ở không á hả? Suốt ngày chải chuốt này kia như bà đâu. Mà bà qua chơi hay có chuyện gì? Thì tôi đang rảnh nên tôi qua chơi. Ồ, chứ không phải qua hả? Không chuyện nhà tôi để tám á hả? Ồ, nín đi con. Thì người ta hàng xóm, người ta quan tâm. Người ta qua có cần giúp gì không? Nín đi, nín người đi. Ta tốt bụng người ta giúp cho. Thôi, biết nhau quá, khỏi giả bộ. Bà đi về đi. Không cần thôi, tôi đi về. Làm gì ghê vậy? Nín đi con. Thôi, 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 thôi. Nín, nín, nín. Ý. Trời ơi, khóc hoài. Trời ơi, Nga. Ôi, ôi. Mới mua xe mới hả? Ê, xe này mắc lắm đó nha. Tôi cũng định mua đó. Mà tôi còn đang tiếc tiền, tôi chưa có mua đó. Công nhận em đúng sang thiệt á. Chị cũng biết tính em từ đó tới giờ rồi. Em thích là mua, chứ đâu cần biết giá cả nhiêu đâu. Nè, tiền ở đâu mà em mua xe vậy? Có phải tiền bán bát phở đúng không? Tiền của má tôi. Tôi làm gì là chuyện của tôi, liên quan gì tới bà? Nhà đang khó khăn, sao mà em biết tiết kiệm mà em phung phí vậy? Rồi mai bố biết tính thì sao? Tiền này á là cũng có phần tôi, mắc gì tôi không được xài. Nếu như bà sợ không có tiền thì bà kiếm việc bà làm đi. Còn nếu như mà không muốn ở nhà này nữa thì mẹ con bà cuốn gói ra khỏi nhà. Tôi còn khỏe nữa à. Ê bà, nói nghe nè. Ủa, bộ quán phở bán rồi hả? Mà tôi thấy bà cũng có tuổi rồi. Hồi đó giờ không có đi làm, cũng khó xin việc làm lắm à. Chồng mất ba đứa con, rồi thêm một mẹ chồng bị bệnh nữa. Thiệt á, tôi nói thiệt á ha. Bà thấy độc thân như tôi có phải hay không? Tôi nói thiệt, kệ tôi. Bà nhiều chuyện quá nên mới ế. Hay quá ở đó còn khoe. Hả? Ê ê, bà nói ai ế? Ê ê, nè nè, đứng lại, đứng lại. Tôi nói bà nghe nha. Tôi ế như vậy á, tôi khỏi lo cho ai ha. Tôi sướng như tiên vậy đó. Còn mấy người kìa, trời ơi, nhìn coi kìa, trời ơi. Coi kìa, nhìn tơi tả, nhìn như bà điên vậy đó. Hả? Cái bà này. Trời đất ơi, đụng cái thứ gì á. Bà nói cũng đúng. Thêm mấy bữa nữa chắc mình điên thiệt quá. Nín coi, khóc cái gì mà khóc dữ vậy nè. Ôi trời ơi, nín đi sữa nè. Bà. Ôi thôi. Ôi thôi, nín đi mệt quá. Trăm, hai trăm, ba trăm. Chị hai. Bán nhà được rồi hả? Người ta chồng tiền luôn rồi chị. Còn 10% nữa, đợi giấy tờ xong người ta trả luôn. Còn tiền này em đi trả nợ, rồi em mua một căn nhà nhỏ, chuộc lại cái xe. Chị hai, nếu mà chị chịu không nổi bà Nga mụn rùi nữa đó hả, chị cứ dắt tụi nhỏ qua đây ở với em. Còn dư một ít á, em đưa cho chị. Chị bán một gánh hàng rong, hay là chị mở tiệm tạp hóa nhỏ chị buôn bán nghe chị. Mày nhìn cái mặt chị mày vậy, mày đi bán hàng rong hả mày? Chứ em đâu có nhiều tiền đâu mở một cái quán bự chà bá cho chị. Thôi, để từ từ tính đi. Thôi, để bây giờ em qua bển trả tiền cho tụi chủ nợ. Nếu không á, tụi nó qua đây la sùm, phiền lắm.
Rồi em tính chừng nào em dọn. Ngày mai em mướn nhà trọ, mướn ở đỡ, chợ mua nhà mới. Để em đem tiền vô chổng cất rồi em đi nghe chị. Ủa mà quên nữa, chị qua đây có chuyện gì không? Thì tính qua mượn tiền em mua sữa cho con Phương, rồi đồ ăn cho mấy đứa nhỏ nữa. Cái con quỷ Nga đó, nó giữ tiền ngày cho có mấy chục ngàn, đủ xài gì đâu. Cái bà mục rùa này quá đáng thiệt chứ. Chị cầm đỡ như đây đi. Có gì vậy? Em vô trọng cất túi rồi em đi. Cảm ơn em. Cất cẩn thận đó. Chị yên tâm đi. Mày thấy tao tàn lắm hả? Từ ngày anh Phong chết, một mình tao lo hết đó. Đâu có tiền mướn giúp việc. Mày biết là còn bà già ảnh nữa. Tao một mình tao mà phải lo cho hai mẹ con bà, rồi còn mấy đứa nhỏ nữa. Trời ơi, cái con quỷ Nga suốt ngày ăn chơi không à, không có lo gì hết trơn hết trọi á. Tao cứ tưởng trở về được anh Phong tha thứ bỏ qua, ai dè anh mất đột ngột vậy. Tao phải gánh hết mọi thứ rồi nè. Công nhận là số mày khổ quá. Rồi giờ mày tính sao? Tao cũng biết tính sao. Giờ tới đâu tính tới đó chứ sao bây giờ. Quay cuồng với tụi nhỏ mệt lắm rồi. Tới đâu hay tới đó thôi. Mày theo tao ra nước ngoài đi. Mày còn ngon vậy, còn nhiều hy vọng lắm. Bằng cách nào? Tao có một đường dây kết hôn giả. Mình chung tiền cho họ, họ tìm người về đây lo thủ tục kết hôn với mình. Khi qua đó rồi, một thời gian mày ly dị. Chỉ cần qua một thời gian rồi ly dị với nhau thôi, rồi đường ai nấy đi. Mày muốn làm gì thì làm. Chứ mày coi coi, bây giờ mày không có nghề nghiệp, ôm mấy đứa nhỏ có mà chết đói. Nhưng mà có cần nhiều tiền không? Tao đâu còn đồng xu nào trong người đâu. Tao tưởng là nếu mày có tiền á thì đi chung với tao chuyến này luôn. Còn bây giờ nếu như vậy thì mày phải cố gắng đợi tới chuyến sau thôi. Cố gắng nha. Tao đi trước. Thank you.
Dỗ con Phương, sao để nó khóc dữ vậy? Còn có chút tiền à, đủ để mua gói mì à. Nhưng mà em còn tiền không? Em hết tiền rồi. Hôm bữa giờ mẹ không còn tiền nên chưa có cho em. Dạ thôi, em ở nhà giữ Phương đi, để anh đi mua gói mì về hai anh em mình ăn. Dạ. Đi nha. Sao nhà chống qua chống quốc vậy ta? Chị Hai ơi, chị Hai. Ủa chị Hai đi đâu rồi ta? Gì đây? Phúc, coi như chị mượn tạm em số tiền này để mà kết hôn giả sang Úc. Em ở nhà chăm sóc tụi nhỏ giùm chị. Khi ổn định, chị sẽ gửi tiền về trả cho em và lo cho tụi nhỏ. Đừng giận chị nha. Chị Hai. Chết rồi. Tiền của tôi. Trời ơi, tiền của tôi. Sao chị lại lấy hết tiền của em vậy? Sao chị lại quá đáng gì hả chị Hai? Mấy thằng này, mày trả lời với tao vậy đó hả? Mẹ mày dạy mày trả treo với tao vậy đó hả? Ê, ê, mẹ thằng An nó bán vé số kỳ tụi bay. Trời ơi, có mẹ thằng bán vé số kìa. Mẹ, lần sau mẹ đừng có tới đây nữa nha. Sao vậy con? Mẹ không thấy tụi nó nói gì con hả? Trong lớp mà tụi nó chọc con á là con bỏ học luôn á. Thôi được rồi, mẹ xin lỗi con. Lần sau mẹ không có tới nữa. Bác biết sức khỏe của bác, cũng không biết sống chết khi nào. Còn coi như vì chút tình nghĩa cũ với thằng Phong, có gì con coi sóc mấy đứa nhỏ giùm bác, ráng cho tới khi nào tụi nó lớn một chút, nó tự lo cho bản thân mình được nghe con. Bà là giúp việc, bà phải làm đi, mắc gì em tôi với tôi làm. Đó giờ, hồi đó giờ bà có kêu tụi tôi phải làm cái gì đâu. Thì hồi xưa còn ba tụi con, bây giờ ba tụi con chết rồi, thì bây giờ tụi con phải làm hết trơn đó.
thì nhà mình bây giờ còn có ít tiền bán quán phở à, phải xài sao cho tiết kiệm chứ má. Con đừng có nghĩ mà không biết nha. Con lấy tiền con mua xe, rồi con sắm sửa con đi chơi các kiểu. Con đưa hết tiền bán quán phở cho con Diệu nó giữ đi. Má, con mới là con của má, con bả má là người ngoài mà. Má làm ơn đừng có nghe lời ngon tiếng ngọt của bả nữa má ơi. Bà chừa đồ ăn kiểu gì vậy? Chừa cho mèo ăn hả? Chứ người đâu mà ăn nhiêu đó. Nè, bà có ăn sáng ăn bớt không? Từ trước giờ tôi vẫn nấu như vậy, vừa đủ cho mọi người ăn. Nấu dư, hâm tới hâm lui, ăn không có ngon. Hồi sáng cô đi vội, tôi còn chưa lấy tiền chợ tháng này, thì lấy đâu ra mà ăn sáng ăn bớt. Trời ơi, ý là bây giờ nhắc khéo.